5 lý do phải thay lõi lọc nước khi tới hạn. Lõi lọc nước có chức năng giữ lại các tạp chất ô nhiễm có trong nguồn nước và trả cho bạn nước sạch ở đầu vòi lấy nước. Khi lõi lọc nước quá hạn, không thể tiếp tục giữ thêm chất bẩn, chất ô nhiễm trong nguồn nước sẽ đi về đâu? Toàn bộ chất ô nhiễm sẽ vẫn ở trong nước. Nói cách khác, nước không thể được lọc sạch đến khi bạn thay lõi. Nghiêm trọng hơn, không chỉ không lọc được các chất bẩn, lõi lọc quá hạn còn làm ô nhiễm nước của bạn. Ví dụ, nước sạch sinh hoạt khi đi qua lõi lọc bẩn, nó không lọc được các tạp chất còn sót lại, thậm chí nó còn bị tái nhiễm bẩn, các chất ô nhiễm siêu nhỏ trong lõi lọc. Một lõi lọc nước đã quá hạn sử dụng rõ ràng sẽ không hề an toàn với sức khỏe của gia đình bạn. Nhiệm vụ của một chiếc máy lọc nước chính là cung cấp giải pháp làm sạch nguồn nước cho bạn và gia đình. Giờ đây, khi lõi lọc đã bị quá hạn, nó không còn tiếp tục đóng vai trò thanh lọc nguồn nước cho gia đình bạn nữa. Máy không còn khả năng lọc, cung cấp đến cho bạn nước sinh hoạt ô nhiễm. Nước ô nhiễm vẫn được bạn nạp vào cơ thể đều đặn và sức khỏe của bạn chắc chắn sẽ bị giảm sút đấy. Lõi lọc quá hạn sử dụng sẽ khiến cho máy lọc nước bị ảnh hưởng tới tuổi thọ. Bởi lẽ, mỗi một bộ phận trong máy lọc nước đều có sự liên kết với nhau và lõi lọc nước sẽ liên quan tới ống nước đầu vào này, ống xả nước thải, ống trả nước sạch, vân vân. Lõi lọc quá hạn sử dụng mang theo các tác nhân gây ô nhiễm có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống vòi lọc, vòi lấy nước và ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của máy lọc nói chung. Với việc lõi lọc quá hạn, máy cần thêm nước và năng lượng để tăng khả năng lọc. Tuy nhiên, điều này vừa không hiệu quả mà còn gây lãng phí điện, nước. Máy lọc nước không còn lọc được nước nhưng vẫn cắm điện liên tục 24/24. Rõ ràng nó khiến cho máy lọc nước tiêu thụ điện nhiều hơn mức bình thường. Vì vậy, ngay khi có cảnh báo thay lõi lọc hoặc đã đến định kỳ thay lõi lọc, hãy trang bị cho máy lọc nước của chúng ta một trái tim mới để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mình nhé.